Thời gian qua, nhiều nguồn tin cho rằng Mỹ đã cung cấp cho Không quân Ukraine tên lửa mồi nhử ADM 160m, nhằm gây quá tài cho phòng không nga. Hình ảnh tên lửa ADM 160m được trang bị dưới cánh tiêm kích MiG 29 của Ukraine xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông và thu hút sự quan tâm sâu sắc của giới chuyên gia quân sự. ADM-160M là tên lửa mô nhử, có thể lập trình dạng mô đun hay nói cách khác là một phương tiện bay tự động, không mang đầu đạn mà sử dụng khí tài đặc biệt, tích hợp bên trong. Đây là một vũ khí độc đáo được sử dụng để đánh lừa hệ thống phòng không của đối phương. Mục đích chính của tên lửa là buộc hệ thống phòng không của đối phương đắt trả, từ đó tiết lộ vị trí của quân đội phòng không. ADM-160M có chiều dài 283m, sải cánh rộng 171m và trọng lượng khoảng 136kg. Tên lửa có thể bay liên tục trong khoảng 50 phút và có tầm hoạt động 925 km, cho phép tiếp cận các mục tiêu ở xa và động cơ phản lực của tên lửa cung cấp khả năng bay và cơ động tốc độ cao. Một trong những điểm nổi bật của tên lửa này là khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau như mồi nhử, gây nhiễu và trinh sát. Ngoài ra tên lửa còn được trang bị hệ thống điều khiển bay tiên tiến cho phép nó lập trình đường bay, mô phỏng mặt cắt radar và cấu hình bay của nhiều loại máy bay. ADM 160 m sử dụng dẫn đường quán tính hỗ trợ GPS Gen 2 nhằm cải thiện độ chính xác và nâng cao tính hiệu quả trong môi trường không có GPS. Đáng chú ý, tuy nhiệm vụ đã được lập trình sẵn, nhưng người sử dụng có thể thay đổi lộ trình, xác định lại mục tiêu trước khi phóng. Tên lửa có thiết kế cánh gập, cho phép vận chuyển dễ dàng hơn. Khi phóng, các cánh mở ra và động cơ phản lực đẩy tên lửa theo lộ trình, tạo ra khoảng 100 mục tiêu giả khác nhau trong phạm vi tác chiến điều này làm cho đối phương không thể phân biệt được vì có quá nhiều mục tiêu dẫn tới quá tải và bị gây nhiễu chủ động. Tính linh hoạt cao của ADM 160M. Các biến thể của mát cũng giống như các tên lửa hành trình thu nhỏ. Chúng đánh lừa hệ thống phòng không của đối phương bằng cách phát xạ gây nhiễu radar của đối phương, thay vì tấn công bằng động lực. Bằng cách đó, tên lửa giả này sẽ khiến đối phương tin rằng có mối đe dọa đang đến gần từ nhiều hướng khác nhau, làm phân tán sự chú ý của lực lượng phòng thủ và các nguồn lực trước cuộc tấn công thực sự sắp xảy ra. Biến thể Majey tăng cường khả năng đánh lừa với các chức năng gây nhiễu, phá vỡ radar và hệ thống liên lạc của đối phương và hỗ trợ chế áp điện tử cho các máy bay khác. Khả năng hoạt động tự động sau khi phóng theo đường bay được lập trình sẵn giúp tăng hiệu quả hoạt động của nó. Thiết kế nhỏ gọn của tên lửa cho phép nó có thể mang theo nhiều tên lửa mồi nhử, giúp tăng đáng kể số lượng mồi nhử có thể triển khai trong một nhiệm vụ. Hơn nữa, việc tích hợp tên lửa ADM-160 m trên các máy bay hiện đại như F-16 và pháo đài bay B-52 mang lại sự linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả chiến đấu tổng thể. Quân đội Nga đã phá hủy xe tăng Leopard 2 của Ukraine tại khu vực Kursk giữa bối cảnh Kiev nỗ lực kiểm soát các vùng lãnh thổ biên giới của Moscow. Đoạn video cho thấy chiếc xe tăng này bị UAV cảm tử tấn công nhiều lần. Một video được đăng tải trên kênh Telegram Northern Green ngày 19 tháng 9 cho thấy các thành viên thuộc lực lượng tác chiến phía Bắc của Nga sử dụng các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV tấn công một xe tăng Leopard 2. Northern Green, kênh liên tục đăng tải các cảnh quay và cập nhật từ tiến tuyến, đã mô tả chiếc xe tăng này là Leopard 2A5 một trong những xe tăng hiện đại nhất trong kho vũ khí của Ukraine. Đòn đánh đầu tiên đã gây ra một đám cháy lớn ở tháp pháo xe tăng, trong khi UAV thứ hai dường như đã ráng một đòn lướt qua thân xe Leopard. Đoạn phim do một UAV bay lơ lửng ở xa ghi lại cho thấy chiếc xe tăng bốc cháy không kiểm soát sau những đòn tấn công trên. Hiện vẫn chưa rõ đoạn băng được ghi lại khi nào. Bản cập nhật ngày 19 tháng 9 từ Bộ Quốc phòng Nga cũng không đề cập đến bất kỳ chiếc xe tăng Leopard nào bị phá hủy. Ukraine đã tiến hành chiến dịch tấn công xuyên biên giới bất ngờ vào Kursk đầu tháng này. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, ông có ý định chiếm lãnh thổ Nga nhiều nhất có thể để tăng cường vị thế trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai với Moscow. Cuộc tấn công của Ukraine đã sớm chững lại và các lực lượng của Nga bắt đầu phản công để đẩy lùi đối, đối phương. Sáng sớm ngày 18 tháng 9, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào một kho đạn dược ở Toropets nằm ở phía tây nước Nga nơi đang lưu trữ các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, hệ thống tên lửa chiến thuật Toka-U, bom dẫn đường và đạn pháo. Theo thông tin của TASS, kho đạn dược này đã được xây dựng vào năm 2018 với sức chứa lên tới vài trăm tấn vũ khí. Một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một quả cầu lửa cực lớn bốc lên từ phía Toropets cách biên giới Ukraine khoảng 482 km. Theo sau đó là các vụ nổ nhỏ hơn xung quanh khu vực này. Các vệ tinh của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cũng ghi nhận nguồn nhiệt cực lớn phát ra từ một khu vực rộng khoảng 14 km2 tại khu vực nói trên, trong khi các trạm quan sát địa chấn thu được dữ liệu mà các cảm biến cảm nhận như một trận động đất nhỏ. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thị trấn Ukraiska. Cùng với việc kiểm soát thị trấn Ukraiska, quân đội Nga ngày càng tiến gần hơn đến cứ điểm hậu cần chiến lược của Ukraina ở thành phố Pokrovsk. Hiện các lực lượng Moscow vẫn duy trì tốc độ tiến quân chậm nhưng đều đạn ở mặt trận miền đông Ukraine. Ukrainsk từng có hơn 10.000 cư dân sinh sống trước khi xung đột nổ ra, nằm cách nga ba đường sắt Tatsukuriya khoảng 4 km. Ngã ba Tatsukuriya là tuyến đường hậu cần chiến lược, giúp Kyiv đưa lực lượng và tiếp tế từ phía tây đến vùng Donetsk. Báo cáo tối ngày 18 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã có 153 cuộc giao tranh giữa các lực lượng Kyiv và Moscow. Hơn 50% trong số đó diễn ra ở hướng Pokrovsk và Kurakove. Báo cáo có viết, Nga đã thực hiện tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, 59 cuộc không kích, thả 79 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn sử dụng 532 UAV, đồng thời tiến hành pháo kích. Ukraine tìm cách vượt khó Mới đây, Thống đốc vùng Tver, ông Igor Rudenza cho biết, vùng này đã bị nhắm mục tiêu bởi một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhưng không đề cập đến kho đạn dược. Ông cho biết mảnh vỡ từ một máy bay Ukraine gây ra hỏa hoạn, đồng thời xác nhận đã ra lệnh sơ tán một phần dân cư tại thị trấn Toropets. Khu vực Toropets nằm cách Ukraine khoảng 480 km về phía Bắc. Theo các chuyên gia, khoảng cách của cuộc tấn công này được xem là minh chứng cho việc Ukraine đã nâng cấp các UAV của mình. Kiev buộc phải cải tiến vũ khí hiện có trong khi chờ đợi nguồn viện trợ từ Mỹ và phương Tây được chuyển giao đến chiến trường. Ông Pasi Baronen, một nhà phân tích của Breitbart Group có trụ sở tại Phần Lan, chuyên phân tích hình ảnh vệ tinh và cảnh quay từ chiến trường cho biết, kho vũ khí kiên cố như vậy thực sự đã phát nổ ngay trong đêm. Chưa kể việc thành công vượt qua mạng lưới định vị trên không tinh vi của Nga, hỏa lực được sử dụng trong vụ tấn công cũng vô cùng đáng nể. Trong những tháng gần đây, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào các sân bay, nhà máy quân sự và nhà máy lọc dầu trong lãnh thổ Nga. Sử dụng vũ khí tự chế, chủ yếu là máy bay không người lái, các lực lượng Ukraine đang gây sức ép với các đồng minh phương Tây buộc họ nới lỏng phạm vi sử dụng các loại vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào Nga. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện nay, Ukraine vẫn chưa nhận được sự đồng thuận của một số quốc gia, trong đó có Mỹ. Mới đây, ông Zelensky được cho là cũng sẽ nhắc lại với Tổng thống Mỹ Joe Biden về vấn đề này khi cả hai tham dự các phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đại hội đồng vào tuần tới. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 18 tháng 9 ghi nhận 49 cuộc tấn công của Nga xung quanh Kurakove trong ngày qua. Lữ đoàn không vận 46 của Ukraine mới đây cũng cho biết, Nga đã phát động 4 đợt tấn công vào thành phố. 46 xe quân sự, bao gồm cả xe tăng đã được sử dụng trong các đợt tấn công này. Các nguồn tin từ chiến trường cho hay, quân đội Nga đang tiến về phía đông theo thế gọng kìm, gây áp lực lên Kurakove. Vào mùa đông năm nay, lực lượng Ukraine đã kịp thời xây dựng một mạng lưới hào chống tăng xung quanh Kurakove, với dự đoán rằng các đợt tấn công của Nga trong tương lai sẽ ngày càng trở nên rồn rập. Xung đột Nga-Ukraine hiện đã bước sang năm thứ ba nhưng cả hai bên vẫn chưa đạt được đồng thuận trên các điều khoản hòa bình nhằm chấm dứt xung đột. Ukraine liên tục rơi vào thế bị động trước Nga trên chiến trường trong thời gian gần đây. Dù vậy, ông Mikhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Zelensky vẫn nhấn mạnh rằng Ukraine chỉ có một lập trường chính thức, cuộc chiến phải kết thúc bằng thất bại của Nga. Đi kèm lời kêu gọi, các quốc gia đồng minh phương Tây gỡ bỏ hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí được viện trợ, Hồi tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết đã trình lên Mỹ một danh sách các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga mà Kiev muốn tấn công. Anh đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow có tầm bắn hơn 250 km để tấn công vào Nga. Nhà Trắng được cho là đang thảo luận về các mục tiêu tiềm năng mà Ukraine có thể tấn công bằng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp. Theo đó, Washington đã chuyển cho Kiev các tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất ATACMS với hai biến thể có tầm bắn là 165 km và 300 km. Hôm 13 tháng 9, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng cho biết việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga đang là chủ đề của các cuộc tham vấn chuyên sâu. Nhà phân tích Andri Umlen tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu Stockholm cho rằng gọi việc dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí đối với Ukraine là một bước ngoặt có lẽ là nói quá. Ông Umlen nhấn mạnh, Tuy nhiên, nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn, đó là lý do tại sao Ukraine lại háo hức muốn có được. Hồi tháng 8, một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã xác định không dưới 245 địa điểm quân sự và bán quân sự của Nga nằm trong tầm bắn 300 km của tên lửa ATACMS mà Mỹ cấp cho Ukraine. Đây cũng là tên lửa có phạm vi tấn công xa nhất trong số vũ khí do phương Tây chuyển cho Ukraine nếu các loại vũ khí tầm xa phương Tây cung cấp được đặt gần tiền tuyến của Ukraine, các căn cứ quân sự, sân bay, khu tập trung quân đội và kho đạn dược của Nga sẽ nằm trong phạm vi tấn công. Hàng loạt thành phố của Nga cũng gặp nguy hiểm bao gồm Rostov-on-Don, 1,1 triệu người, Voronezh, 1 triệu người, Krasnodar, 1,1 triệu người, người Lipetsk, 496.000 người, Bryansk, 350.000 người. Smolensk 310.000 người và thành phố cảng quan trọng Novorossiysk trên biển đen 262.000 người. Danh sách này chưa bao gồm bán đảo Crimea và một số khu vực khác của Ukraine, nhưng Nga đang nắm quyền kiểm soát hoặc các thành phố của Nga đã và đang bị Ukraine tấn công như Belgorod. Những mục tiêu quân sự trong các khu vực trên có thể bị Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công phải kể đến căn cứ không quân Lipetsk, nơi từng bị máy bay không người lái UAV tập kích hồi tháng 8, căn cứ không quân Satalovo ở vùng Smolensk, sân bay quân sự Milerovo ở vùng Rostov, nơi từng bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng UAV vào tháng 7. Danh sách này còn có sân bay quân sự Yesker ở Krasnodar Krai, nơi bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng UAV vào tháng 4 và 6, các trung tâm hậu cần và chỉ huy ở Rostov-on-Don, căn cứ không quân Primorsk-Aktarsk ở Krasnodar Krai, nơi Nga thường xuyên phóng đi UAV Sahet để tấn công Ukraine, và căn cứ hải quân Novorossiysk, nơi phần lớn hạm đội Biển Đen của Nga đã phải rời đi sau khi Ukraine liên tiếp tấn công vào bán đảo Crimea thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại